Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích may vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Có Đôi Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với bài kiện của anh Tư Hài, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai đủ loại giống luôn ạ. Có siêu bông Bình Lợi, cúc Thọ Hương, siêu bông Sài Gòn với lại giảo Thủ Đức. Quý cô chú anh chị mình xem lý thấy ưng ý cây nào mình liên hệ với số điện thoại của anh giúp em ha. Em xin phép tôi clip chia sẻ luôn ạ. Dạ đây là một số cây đủ loại giống, đủ kích cỡ cho cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn luôn ạ. Một số cây bonsai đế nơm lùng liền luôn các cô chú, mình ghép với siêu bông Bình Lợi ạ. Thích hợp cho cô chú anh chị mình lấy bo nhân giống cũng như là lựa chọn một cây ưng ý chơi Tết 2025 luôn ạ. Em xin phép clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Dạ em xin chào anh Hai ơi. Thôi chào Phương nha, chào cô chú trên Cuộc Sống Hậu Giang Cần Thơ nha. Thì em có về lô mai Sài Gòn, Thọ Hương, rồi mai quắn. Đủ loại luôn đủ anh ha. Đủ các đủ loại. Dạ. Vô mã này mã số 1, siêu bông Bình Lợi. Dạ mã số 1, siêu bông Bình Lợi, đế nôm nha cô chú anh chị. Dạ đế sở nôm mà cộng rễ bự bự ha cô chú anh chị ha. Cây này mình ghép cũng ấm tàn nha cô chú anh chị. Rồi em dừng số đo luôn anh ha. Vành 17 ND38, chiều cao 65, tán ngang 75. Rồi mã số 1 cũng giao lưu là 1,2 luôn. Dạ, 1,2 siêu bông Bình Lợi. Dạ, dạ mã số Mã số 2. Dạ, cái này cái nồi đó nó quấn như sợi mì luôn hả cô chú anh chị. Tàn thì ấm tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị ha. Dạ rồi. Vành 15 nồi đế nó 66, chiều cao 50, ngang 55. Rồi mã số 2 cũng giao luôn 1 triệu luôn. Dạ 1 triệu hả cô chú anh chị. Mã số 3 siêu bông Bình Lợi. Em thì phơm lùn liền nhé cô chú anh chị, mà càng ấm càng luôn ha. Đi quá luôn. Cây này mình ghép cũng được rồi. 6-7 bò. 6-7 bò, 7 bò, 7 bò. Dạ, em xin số đo luôn anh ạ. Vành 19 nồi đế 75, chiều cao 70, tán ngang 73. Rồi mã số 3 em cũng giao luôn 1,3 luôn. Dạ 1,3 một cái siêu bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Mã số 4. Mã số 4. Dạ. Mã số 4 nha cô chú anh chị. Một cây nhện hột tròn này cái tàn thùm lum luôn rồi nha cô chú anh chị ha. Dạ, rồi em xin xin hai. Vành 17 chiều cao 56, tán ngang 70. Rồi nhện hột tròn số 4 em cũng giao lưu là 900 luôn. Dạ, 900 nha cô chú anh chị ha. Dạ, mã số 5. Mã số 5, Thủ Đức. Dạ, giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Em này nó cũng lão làng lắm rồi cô chú anh chị, trột ghép và chà bá lửa luôn ha. Dạ, em chơi cây đó bông hết che. Dạ, rồi em xin chắc. Dạ, mùa đó. Vành 16, chiều cao 67, tán ngang 60. Rồi mã số 5 cũng giao lưu 500 luôn. Dạ Thủ Đức già mùa hả cô chú chị, 500 nghìn. Dạ mã số 6. Mã số 6 Thủ Đức luôn. Cây già mùa hả? Cây cũng một em Thủ Đức già mùa luôn hả cô chú chị. Chột ghé là chà bá lửa nha cô chú chị ha. Đế cũng khá đế luôn hả cô chú chị. Vành 14
Chiều cao 60. Tá ngang 80. Mã Thủ Đức số 6 thì cũng giao lưu 600 luôn. Dạ 600 nha cô chú anh chị ha. Em bao ship tặng chậu luôn. Chưa tới xong mình trồng đất. Nó phát triển dữ lắm luôn cô chú. Mã số 7. Dạ quán. Dạ cây phong cao hả cô chú anh chị. Bây quán này cô chú anh chị về mình xịt. À, mình đặt hết trơn lá luôn là tới Tết nha. À, ngon lành luôn hết cô chú nha. Quanh 16. Chiều cao 80. Bán ngang 75. Rồi mã số 7 em cũng giao lưu 800 luôn. Dạ. Dạ mã số 8. Mã số 8. Mày giả quắn luôn. Dạ cái đèn phơm cao nó ngủ vội luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi. Quanh 20. Chiều cao 90. Tay ngang 60. Rồi mã số 8 em cầm giao lưu 700 luôn. Dạ 700 nha cô chú anh chị. Dạ cái mã số 9 siêu bông Sài Gòn. Dạ siêu bông Sài Gòn tàn thông luôn nha cô chú anh chị nha. Cái chọt ghép nó gần bằng ngón út luôn nha cô chú. Ghép đủ chi đều tàn luôn nha. Quanh 18. Chiều cao 95. Ngày 85. Rồi mã số 9 siêu bông Sài Gòn em giao lưu 1,2 triệu luôn. Dạ 1,2 triệu cô chú anh chị ha. Hàng già cơ hết trơn. Mình chơi Tết rồi vi vu luôn nha cô chú anh chị. Dạ cái mã số 10 siêu bông Sài Gòn. Em thì cũng lùng lực mà tàn ấm tàn trơn nha cô chú anh chị. Cây này thấp không thấp luôn á ạ. Quanh 20. Chiều cao 87. Tá ngang 80. Rồi mã số 10 này cũng giao lưu 1,3 triệu luôn. Dạ siêu bông Sài Gòn 1,3 triệu. Sài Gòn. Dạ cây này cũng ghép phơm tàn thông dán trực luôn hết cô chú anh chị. Dạ máy này nó già cơ chân rồi đang có nút nụ kim luôn nha cô chú ha. Quanh 20. Chiều cao 95. Tán ngang 85. Mã số 11 em cũng giao lưu 1,3 triệu luôn. Dạ. Mã số 12 siêu bông Sài Gòn. Mấy cái này nó già cơ mà chọc ghép bự nữa cô chú anh chị nha. Cô chú mình mua số lượng về bán Tết cũng ok đó cô chú. Dạ em ạ, em xin thấy đâu nha. Quanh 20. Chiều cao 90. Tán ngang 90. Rồi mã 12 cũng giao được 1,3 triệu luôn. Dạ. Đi thấu. Tới nơi mình cũng ghé bự hết cho các chị nha. Quanh 17. Chiều cao 68. Tán ngang 65. Rồi mã 14 này cũng giao lưu 1,4 triệu luôn. Siêu bông Bình Lợi.
Bạch Gia Quang. Dạ. Dạo cánh tròn. Dạo cánh tròn hả cô chú anh chị? Cây này cũng đang đi có một số mốc lộ kia mà cô chú nha. Cái đường thân nó lượn lắm, mình cũng duyên lắm nha cô chú anh chị. Có củ đế luôn ạ. Rồi em xin số đò luôn anh ha. Phần thân 20, củ 32, chiều cao 85, ngang 80, rồi mã 15 cũng giao lô 1.4 triệu luôn. Dạ, cây giảo cánh tròn hả cô chú anh chị? Dạ. Mã số 16, Bạch Gia Quang. Dạ, Bạch Mai Dạ Quang hả cô chú anh chị? Cây này cũng đều tàn hết trơn hả? Có cái giọng nát này cũng rất lắm nha cô chú anh chị ha. Củ đá nở luôn à. Rồi em xin số đo luôn anh nha. Quành 24, cái củ 36, chiều cao 85, tay ngang 90, rồi mã 16 cũng giao lô 1.5 triệu luôn. Dạ. Dạ mã số 17. Mã số 17, Trúc Thơ Hương. Dạ Trúc Thơ Hương, thằng già mùi luôn đó cô chú anh chị. Mấy cái chột kép là đang kéo nhựa nó muốn liền cái mặt cắt luôn rồi cô chú nha. Dán cây dán lông luôn ạ. Nguyên cái nồi đế, nó gom đế như cái banh vậy cô chú anh chị ha. Dạ, rồi em xin số đo luôn anh ha. Quanh 17, nồi đế nó 91, chiều cao 85, ngang 1 mét, rồi mã 17 em cũng giao lô 1.9 triệu luôn. Dạ. Cúc Thơ Hương. Mấy cái mấy đầu mà cắt lớn rồi, nó kéo nhựa mạnh lắm rồi cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Rồi mã 18, Cúc Thơ Hương già mùa. 18, cây này cũng già mùa luôn nha cô chú anh chị, thân gốc dáng lông luôn nha. Chọc ghép là gần bằng ngón con út hết trơn ở nha cô chú anh chị. Cái này đế nó cũng gom cái nồi đế luôn à. Dạ rồi. Quanh 15, tổng nồi đế nó 95, khoảng cao 1 mét, ngang 90, rồi mã 18 này Cúc Hương em cũng giao lưu 2 triệu luôn. Dạ 2 triệu một em ơi, Thọ Hương già mùa nha cô chú anh chị. Rồi mã 19, Thủ Đức già mùa. Dạ. Cái giỏ Thủ Đức phơm tàn thông nha cô chú anh chị ha. Rồi, cái vàng xương bên trong thì nó dày mịt luôn nha cô chú anh chị. Dạ cây này thấp hơn thấp chuẩn rồi cô chú anh chị nha. Dạ hàng thùng chậu nó mấy cái rễ thì nó ra quá trời luôn hết cho chú. Dạ em xin số đo luôn ạ. Quành 25, chiều cao 1m3, tay ngang 1m4, rồi mã 19 em giao luôn 1.5 triệu luôn. Dạ 1.5 triệu nha cô chú anh chị ha. Cây giảo Thủ Đức ghim nha cô chú anh chị. Cây này cô chú về mình thả đất mình trồng là nó phát cái tàn dữ lắm luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi. Đó luôn hả? Rồi mã 19 là cũng có clip của em rồi. Cảm ơn dự ba anh chị cô chú đã ủng hộ em. Em xin chào và hẹn gặp lại. Dạ em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị ha.